Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng. Hôm nay chúng sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình sử dụng sticker làm sao cho nó hiệu quả nhất nhé, để mình phối ra những cái mẫu nó khá là đẹp. Và mình sẽ dùng những cái mẹo nhỏ để mình làm cho một miếng sticker mình dán nó không bao giờ bị bong chóc ra ấy. Tiếp theo đấy là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một trong những cái cách làm nền khá là đơn giản nhé. Nó có nhiều hiệu ứng, nhiều màu. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một mặt phẳng này. Tiếp theo đấy là mình sẽ sơn một lớp loang lên trên nhé. Sau khi mà sơn lớp loang lên trên rồi ấy, thì các bạn sử dụng những cái màu bất kỳ giúp mình. Các bạn có thể là chọn những cái tông màu khác nhau hoặc những cái tông màu có sẵn ở trước mặt ấy. Nó phù hợp những cái ngón tiếp theo của cái bộ móng này. Ví dụ như bộ móng này các bạn sử dụng 4 màu chẳng hạn, hoặc là sử dụng 2 màu chẳng hạn, thì các bạn nên chọn những cái tông màu nó giống và gần giống. Ví dụ các bạn sử dụng tông hồng chẳng hạn và tông vàng, hai màu đấy phối với nhau. Thì mình nên sử dụng cái màu nền để làm ngón nhấn ấy, thì mình nên sử dụng những cái màu mà có liên quan đến cái màu đấy. Ví dụ như kiểu là màu nền là màu hồng thì mình nên chọn màu tím này, rồi là có những cái màu vàng nữa. Thì mình sẽ pha và mình sẽ mix vào với nhau, tí nữa thì nó sẽ trộn lại hết vào với nhau, nó thành một cái màu khác. Ở trên nền này nó có một cái lớp loang rồi ấy, thì các bạn có thể thoải mái sử dụng cọ hoa cúc này các bạn tán ra nhé. Loang ở đây, thực ra loang nói riêng thì nó sẽ giúp làm vân đá nhiều hơn, nhưng mà loang nói chung thì nó có thể làm được tất cả mọi thứ ở trên một bộ của bề mặt móng tay. Nó sẽ giúp những cái màu nó tán ra và phối được với nhau ấy. Rồi tiếp theo mà mình làm xong rồi thì mình sẽ làm lớp thứ hai này, bằng cách là các bạn sẽ cho đi hơ đi nhá. Hơ xong rồi thì các bạn sẽ sử dụng các cái màu khác, ví dụ như là màu xanh này, màu hồng này, màu vàng này, mình phối lên một lớp nữa, bởi vì lớp thứ nhất chắc chắn nó sẽ chưa đều được đâu. Bắt buộc là phải dùng sang lớp thứ hai thì màu nọ nó sẽ lót màu kia, thì lên thì nó sẽ không có vệt, và thứ hai là nhìn nó sẽ đều hơn. Mà kể cả trong trường hợp các bạn làm nó chưa đều lắm ấy, thì mình vẫn không lo, nhưng bởi vì là tí nữa mình sẽ dán đè sticker lên ấy. Thì ở đây sticker có rất nhiều loại nhá, mình sẽ sử dụng những loại nào có sẵn mà mình đang sử dụng dở. Ví dụ như các bạn dùng sticker thương hiệu cũng được này, hoặc là dùng sticker hình con vật cũng được. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái dạng sticker hoa. Hoa ở đây thì nó khá khá nhiều đấy, thì mình sẽ dùng những cái nó phù hợp với trên bề mặt móng nhé. Thay vì các bạn chỉ làm như thế này và dán một miếng sticker lên trông nó khá là thô ấy, nhìn phát là đã biết là cái này nó là hàng kiểu mình dán rồi. Nhưng mà sẽ có những cách, ví dụ như kiểu các bạn đì lên nhiều như thế này này, nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác là nó sẽ gọi là gì nhỉ? Cảm giác là nó sẽ nhìn nó sẽ thời trang hơn một chút, so với cái việc các bạn chỉ việc đặt một cái miếng sticker rồi các bạn dán là xong. Theo mình nghĩ thì là như thế. Bởi vì có rất nhiều bạn mua cực kỳ nhiều sticker về xong là không biết cách mà phối vào với nhau ấy, thì nhìn nó sẽ không được đẹp mắt cho lắm. Thì thường thì mình sẽ sử dụng sticker theo dạng như này. Ví dụ mình những cái gì mình không bắt buộc, mình không thể vẽ được thì mình sẽ dán. Đấy, thì ví dụ những cái bông hoa như thế này này, mình vẽ cũng được nhưng mà nó hơi khó ấy, thì mình sẽ dán. Sau khi xong nhé, thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái cọ nét này. Dán thì đừng dán nhiều quá, dán chỉ tầm tầm như thế này thôi. Cọ nét để mình sẽ ôm viền lại cả một cái ngón đấy, nhìn cho nó nổi bật lên. Ví dụ như kiểu những cái sticker gấu này, rồi là sticker đồng tiền ấy, thì các bạn nên làm nền nó cầu kỳ hơn một chút thì nhìn nó ok hơn. Còn ở đây hoa nó rất là cầu kỳ rồi, nên mình làm nền nó khá là đơn giản. Sau khi mà ẩn xong như thế này, sau khi mà dán xong thì mình sẽ cho vào hơ nhé. Cái mẹo để mà dán sticker mà chắc nhất của mình nó chính là sử dụng cứng móng. Các bạn không sơn như là một lớp sơn bình thường nhé. Lưu ý giúp mình này, khi mà dán sticker rồi ấy, thì các bạn sẽ đặt như là đặt một cục gel lên trên bề mặt móng vậy. Các bạn sẽ trải và cho khá nhiều cứng móng lên giúp mình, rồi các bạn lập tức cho đi hơ luôn. Sau khi hơ xong thì mình sẽ được một cái miếng dán như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này, và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha.